Chào các bạn, video này mà các bạn cùng ship.vn kiểm tra một kiện hàng đến từ thương hiệu Gucci. Còn đây là cái kênh thông tin lại của ship.vn. Kiện hàng được một vị khách tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã đặt trực tiếp trên website của ship.vn. Kiện hàng này đặt vào ngày 24 tháng 3, hôm nay là ngày 6 tháng 5, tức là nó mất khoảng 1 tháng 30 ngày. Kiện hàng này về khá là lâu. Đó. Kiện hàng được vị khách này đã đặt cọc hơn 50%. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cần kiểm tra xem rồi kiện hàng có bị vấn đề gì hay không trước khi mà bàn giao cho shipper vận chuyển đến tận nhà của khách hàng. Tại quận Gò Vấp thì chúng tôi sẽ có những cái shipper riêng, họ đi giao trực tiếp để cho các bạn yên tâm đối với những đơn hàng giá trị cao. Đây là cái bốc, cái nhãn bên ngoài của chiếc bốc cạc tông. Khi mà tới con Mỹ thì ở Mỹ người ta sẽ kiểm tra xong, người ta sẽ cắt cái nhãn đi, cắt cái bốc cạc tông đi, chỉ giữ lấy cái nhãn này thôi để cho nó giảm thể tích xuống, để nó tiết kiệm được cái chi phí vận chuyển. Thì cái bốc cạc tông bên ngoài nó rất là to. Nghe được ship tới từ seller có tên là Yomashop nè, ở Brooklyn, New York. Ship tới kho của ship nằm ở bang Ora, bằng dịch vụ là của bưu điện Mỹ USPS. Đây là số check-in. Phía trên trên đơn hàng á, nếu mà các bạn đăng ký tài khoản á, thì trên đơn hàng nó có nút check-in á, các bạn bấm vào nút đó, các bạn có thể copy cái check-in này trên đơn hàng, nó lẹ hơn là phải gõ từng số từ đây. À, các bạn chờ chúng tôi đeo bao tay vào nhé. Bên ngoài của chiếc bốc Gucci này thì nó là một cái chiếc bốc màu trắng bằng giấy. Bên phía dưới đây nó có cái thông số nè, cái nhãn của bên seller họ dán lên. Này, chiếc tắt, còn là những từ chiếc tắt Gucci nè, Super Mini Best. Với giá niêm yết là 1.200 đô, đây là mã sản phẩm nè, Z6H BAI. Còn đây dưới đây là cái này là có thể là cái mã gì, mã sản phẩm ở đây nè, 494646 CVKLSG8454. Phía dưới đây là những cái mã vạch để liên quan tới người ta quản lý hàng hóa trong kho á. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện mở cái đầu này ra trước. Đó, okay. Bên trong nó có một cái hộp màu đen. Đây, bên ngoài cái hộp Gucci, cái mẫu túi này được bao bên trong một cái hộp rất là đẹp. Cái mẫu túi trong cái video trước đó từ review không hiểu sao nó không có cái hộp bên ngoài. Đây, bên ngoài nó có một cái lớp vải nè, cái túi vải. Cái túi vải này nó cũng có chức năng là nó sẽ bảo vệ, khi mà các bạn không sử dụng túi á, các bạn bỏ vô cái túi này, nó sẽ bảo vệ cái túi bị khỏi bị chảy xước hay là tiếp xúc với những cái hóa chất rồi. Đây, mà chiếc túi này được bảo vệ rất là cẩn thận, tất cả những cái dây đều được bọc một cái lớp xốp mỏng bên ngoài nè, cái lớp mút bên ngoài rất là mỏng. À, này nó bị dán vậy rồi, để chúng tôi xem có gỡ ra được hay không, phải gỡ ra mới kiểm tra được. Chắc phải bắt buộc phải gỡ lên này. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta nè, chiếc Gucci, chiếc túi Gucci có thông số khá là nhỏ. Để chúng tôi xem lại thông số chiếc này vài tiếng nhé. Tôi có ghi lại thông số, nó là chiều rộng của nó là 16.51 cm. Đó, 16 chấm, tức là gần bằng cái thước của chúng ta thường thường nó có chiều là 20, thế này là 16.5. Còn cái chiều cao là 10.16 cm, đó, bằng nửa cái thước học sinh. Còn cái chiều sâu của nó là 3.81 cm. Bên trong thì để chúng ta có nên đây, đang dính cái này sẽ nó rớt xuống. Đây là cái thẻ tag này của Gucci, cầm một tay nó hơi khó thao tác, các bạn thông cảm nhé. Là những thông tin này cũng không quan trọng lắm, những cảnh báo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cầm cái tag này, cầm cái dây, sợ cái dây nó rớt xuống. Ta xem coi cái túi này sẽ mở bằng cách nào. Chắc là kéo xuống này. Cái khóa này nó làm cái kiểu thiết kế khóa gài. À, chỗ này nó là cái kiểu 500 hít, nó vẫn còn dán cái siêu lại nè để tránh bị chảy xước. Bên trong chúng ta sẽ kiểm tra bên trong,
Đó, bên trong nó có những cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Nó hơi bị mờ nè. Ở đây gần lại. Bên trong có nó có những cái sợi dây nè, sợi dây, một sợi dây chắc để đeo chéo, chia dây hoặc là sợi dây dự phòng. Đó, ok. Nói chung là kiểm tra sơ qua thì thấy ok, không có bị móp méo bên ngoài, bề mặt ngoài các bạn thấy không có những vết bẩn hay là móp méo. Đó, ok hết. Chúng tôi quay lại để sẵn tiện làm cái chứng từ kiểm tra luôn. Để có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ có chứng từ để giải thích. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.